chất huyền thoại, huyền thoại. Cùng anh địa linh nhân kiệt, giang danh vùng đất hoài hùng. Đường lên Việt Bắc cao bằng mênh mông, đèo dốc treo leo mã phục khâu liêu. Chờ phiên trong mây non thao trùng điệp, lời lươn giao duyên nàng ơi ngọt ngào. Chuyện xưa ngàn năm thác bạc nền thơ, bản dốc quê sơn cuối nằm bắc bo. Bằng giang mênh mông sông Gâm hiền hòa, bồng bềnh mây trôi nó ngơi trái mà. Đường về Đông Khê còn in bóng bạc, phục hoa kỳ sâm thời cha ông giữ nước. Nhà mà khi gió anh là lữ oai hùng, rằng danh non sông miền đất oai hùng. Ngược về Lam Sơn hồn thiêng sông núi, đồng hồ ngườm ngao hồ thang hèn vạch đứng. Nhà mà kiên trung ghi nhớ anh hùng, tổ quốc khi công anh dũng. Đường lên Việt Bắc cao bằng mênh mông, đèo dốc treo leo mã phục khâu liêu. Chờ phiên trong mây non thao trùng điệp, lời lươn giao duyên nàng ơi ngọt ngào. Cả nhà thân mến, và bây giờ Áp Báo sẽ đưa quý vị cùng trải nghiệm và cùng được vào một bản làng rất là thơ mộng ở phía trong hẻm núi này. Một bản làng có thể nói là ở xung quanh là những đỉnh núi, những đỉnh núi cao chọc trời ở Cao Bằng, Hạ Lăng. Bản làng có những cây cối như là tre này, vầu mà, nứa đang rất là xanh tươi. Đây, chúng ta có thể được trải nghiệm đi vào bản làng. Hôm nay rất là vui luôn. Áp Báo sẽ tăng tốc để đi theo các anh, chạy theo. Áp Báo đang đi rất là muộn rồi, cố gắng là thời gian ngắn nhất để tiếp cận đoàn. Bởi vì là khi mà mình tự quay những cái video này thì mình mất rất nhiều thời gian khi di chuyển. Vị trí này chúng ta đã nhìn thấy một ngôi nhà có mái ngói rất là đỏ luôn. Có chú bò đang ở bên một cánh đồng. Đấy. Một khung cảnh rất là thơ mộng này, cực kỳ đẹp. Khi ai đến đây cũng có thể được cảm nhận những cái hương vị của vùng Cao Bằng. Một miền đất rất là trù phú, rất là hoang sơ mộc mạc. Đúng là có thể nói là khi về đây cảm giác mình đi về một cõi tiên cả nhà. Cảm giác thơ mộng cực kỳ luôn. Ở phía hai bên thì có những cánh đồng lúa rất là non xanh. Đồng bào đã trồng hết các lúa nương ở đây rồi. Đây, mình có thể được ngắm toàn cảnh ở đây, mơ mộng luôn.
Ở phía xa xa thì chúng ta có thể nhìn thấy là có hai ngôi nhà mái ngói âm dương. Đấy, mái ngói âm dương này rất là đẹp luôn. Có những cây rất là to. Đây, đây là một ngôi nhà có mái ngói âm dương rất là đẹp, là đặc trưng văn hóa của người Tày Cao Bằng. Đây, có thể nói là mái ngói âm dương này, ngôi nhà này có niên đại ít nhất là trên 50 tuổi cả nhà. Trên 50 tuổi luôn. Và ở bên cạnh ngôi nhà là có một cây cổ thụ, cũng chưa biết là cây gì. Cây cổ thụ có niên đại ít nhất khoảng tầm hơn 50 năm đến 100 năm. Đây, cây cổ thụ này, cả nhà có thể nhìn thấy này. Thấy rất đẹp luôn cả nhà ấy. Một không gian rất đẹp khi được trải nghiệm ở đây. Và bây giờ quý đoàn đang trải nghiệm đi vào ngôi nhà để được nhìn ngắm ngôi nhà ở đây. Đấy, một khung cảnh tuyệt vời khi lên với Cao Bằng cả nhà, Hạ Lang, một bản làng. Bản làng này gọi là có 102 ở Cao Bằng, và hiện tại thì cũng đang rất là hoang sơ. Cao Bằng mênh mông, đèo dốc treo leo mã phục khâu liêu, chờ phiên trong mây non thao trùng điệp lời lươn giao duyên, nàng ơi ngọt ngào. Chuyện xưa ngàn năm thác bạc nền thơ, bản dốc quây sơn cuối nằm bắc to, bằng giang mênh mông sông gâm hiền hòa, bồng bềnh mây trôi non người trải mà. Đường về Đông Khê còn in bóng bạc, phục hoa kỳ sông thời cha ông giữ nước. Nhà mà khi gió anh là Lữ Oai Hùng, rằng danh non sông miền đất Oai Hùng. Ngược về Lam Sơn hồn thiêng sông núi, Đông Hồ ngườm ngao hồ thang hèn vạch đứng. Nhà mà kiên trung ghi nhớ anh hùng, tổ quốc kỳ công anh dũng. Đường lên Việt Bắc Cao Bằng mênh mông,
đèo dốc treo leo mã phục phao liêu. Chờ phiên trong mây non cao trùng điệp lời lươn giao duyên nàng ơi ngọt ngào. Chuyện xưa ngàn năm thác bạc nên thơ, bàn dốc quê sơn cuối nầm bắc po, bằng giang mênh mông sông Gâm hiền hòa, bồng bềnh mây trôi non người trái mà. Đường về Đông Khê còn in bóng bạc khúc qua kỳ sâm thời cha ông giữ nước, nhà mà khi gió anh là lữ oai hùng giằng danh non sông miền đất oai hùng. Ngược về Lam Sơn hồn thiêng sông núi Đông Hồ ngườm ngao hồ thang hèn vạch đứng, nhà mà kiến trung ghi nhớ anh hùng tổ quốc kỳ công anh dũng kim đồng. Tiếng lượn chi ngân nga giữa núi non điểm trung, tiếng đàn then vang lên ngọt ngào xuôi lên đi núi mọc đếp nòng sao lai lai vui xuống hồi lòng tông. Ơi trời ơi phong sư phật lăn giữa non cao núi biếc, phía bóc phía đen hạt rẻ tình quê hương mời ai về thăm non nước cao bằng. Phía bóc phía đen ngọt ngào tình yêu thương mời ai về thăm.
say say lo say say hô chứ hô mẹ mẹ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống hô mẹ mẹ thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xăm giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá u chàng trai mi tu mù say say lòi say say mù say say lòi say say hô chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống cả nhà ơi, là hết người rồi. Rồi, mệt không Lê ơi? Đây, để em cho anh biết thôi. À đây, cái này cái gì? Đừng tôi này. Ôi sao tí là ngon là xong ấy nhỉ? Ôi, đừng, mình không được chạm đi. Cái này cái gì? À là han à? À ngứa, ngứa. Thế tối nay ngứa thì anh tìm em luôn. Không. Đợi anh ngay. Đấy. Đây, cô gái mệt không? Chinh phục với các anh mệt không? Đấy, rất mệt này. Ăn hai quả mấy cân? Quả đấy chưa chín hẳn. Đấy. Có nhiều cây gì ở đây à? Mọi người đang trải nghiệm trèo lên núi cả nhà. Cực kỳ mệt. Đấy, ở phía sau chúng ta là Bình Đoàn trải nghiệm tour du lịch không đồng. Đấy. Tour này là không mất tiền luôn. Tự đổ xăng tự đi. Đấy. Anh Tuệ thì tầm này là sắp tụt nguồn rồi. Sắp sập nguồn rồi. Mặt trời đã xuống núi rồi cả nhà nhé. Hiện tại là mặt trời đã xuống núi rồi. Mà mình cũng cảm giác là rất là mất nhiều nước. Còn vừa được uống rượu nữa. Chủ nhà mời nhiệt tình chẳng lẽ không uống. Đúng không anh Tuệ nhờ? Mà không uống thì sợ phí. Rượu thì 3 năm rồi. Bát này thì chỉ có say thôi. Còn say cả người nữa. Ai à, trèo núi này khả năng là phải về tập luyện nữa, có mệt cực. Ai à, cả nhà thân mến, ở trên con đường đi là có những cây du ra này, quả rất nhiều luôn này, cây du ra nhá, cây du ra này ăn còn ngon, nó ngọt chua chua, ngọt ngọt. Cô gái rất là khỏe khoắn nhá, người con của núi rừng Cao Bằng nhá, có một gậy. Áp áo thì có mỗi cái để quay thôi, còn cô gái có một gậy là chống từ dưới chân núi chống lên. Có cảm xúc như nào? Phát biểu xem nào. Không nói được rồi, mệt quá. Rồi, hôm nay được bắt được hai bông hoa núi, bông hoa rừng đi trải nghiệm này là không phải dễ cả nhà. Cực kỳ mệt luôn, nhưng mà có những cô gái đi cùng thì tiếp thêm động lực cho anh em là sẽ cố gắng lên đến đỉnh núi. Đấy, cho các chị em lên được đến đỉnh để chinh phục, cho vào cửa hang luôn. Hôm mình đi đá xéo khoai đấy, chân bên này đá chân bên kia rồi, run hết rồi. Mỏi hết rồi. Ôi, cơ bắp là căng lắm rồi. Đêm nay chắc nằm một chỗ thôi anh ơi. Đấy, vừa say rượu nữa. Lần sau kinh nghiệm đi trèo núi rồi không uống rượu mà. Uống một chai thôi. Uống ba chai này chết. Mệt. Là hết người ạ. Ở trên cao lưng chừng núi thì chúng ta có thể nhìn thấy là quang cảnh
ở phía dưới ấy, bản làng là một thung lũng bạt ngàn, cánh đồng lúa non mơn mởn luôn, và bốn bề đều là núi nhá. Mà đúng là bản làng này là gọi là bất khả xâm phạm, một đường vào và một đường ra. Với một đường vào với một đường ra này thì trộm vào chỉ có là không ra được. Đấy. Bản này gọi bản tên gì em quên mất tên rồi, gì nằm nhỉ? Hả? Gì nằm anh? Ủa nghe không rõ luôn. À lũng nằm. À lũng nằm cả nhà. Nằm là nước. Cái nằm ơi. Cái nằm à. Cả nhà ơi, mệt lắm rồi, rất mệt rồi. Đấy, cán bộ là còn phải bị trượt chân ấy thường à. Mình thì lạ hết người rồi. Các anh cũng khỏe chân thật, tí nữa quay về không biết quay về kiểu gì, hay là có về nữa hay là đi thẳng luôn. Anh cán bộ ơi, tí nữa là đi thẳng hay là quay lại đấy? Quay lại là chết em. Nóng hết người, bây giờ đi kiếm chỗ nào xuống là tắm nhờ. Đây này, muốn đi thẳng này. Đi thẳng đi luôn à. Mà hôm nay Lê khỏe nhờ. Chết. Còn đi cả dẫn ở đầu đã, đâu đoán này. Cô gái vùng cao, miền Sơn Cước. Rất là khỏe luôn. Hôm nay Apa uống rượu không có sức để trải nghiệm. Đuổi theo cô gái Cao Bằng này. Đúng là hôm nay là mất nước luôn. Toát thêm mồ hôi cả nhà. Cô gái Cao Bằng được lợi thế là chân dài, cho nên là bước một bước bằng mình, bước hai bước. Lê có thấy mệt không? Lê có thấy mệt không? Ừ, có. May còn thấy mệt đấy, nếu mà bảo là không thấy mệt thì thầy này, cái tối nay là nguy hiểm rồi. Nó đóng tầm 5 chén là mình ngất trên cành quất luôn. Bay góc này anh nhỉ? À, kia là vẫn là nuôi dê chứ nhỉ? À, nuôi gà. À, kia là có cái ao anh? Đấy, này cả nhà, đây là một cái thung lũng rất là như là kiểu như thảo nguyên này. Chỗ này là một cái làng đây. Đây, đây là quả đàn đây. Đấy, cả đoàn đang đứng ở đây để chuẩn bị là chương trình là Trạng Nguyên hết. À, Trạng Nguyên á? Trạng Nguyên xong là cái đồi nhỏ kia là hạt rẻ. Cây kia là hạt rẻ. Cây kia ở chỗ kia là hạt rẻ. Trạng Nguyên thì là ở cái dãy kia, Trạng Ngô. Anh ơi. Mồ hôi đã rơi. Theo chủ trương của nhà nước là sẽ không để ai bỏ, không bỏ ai để lại phía sau mà. Anh ơi. À, mặt Apao thì đỏ hết, còn mặt cô gái vẫn bình thường này. Lả hết người rồi. Em không thấy mệt thật à? Ờ, đây mà em thấy người đây. Ở đây này, cả nhà. Mình là mệt lắm rồi, cô gái bảo là cũng bình thường thôi. Sức khỏe tốt cả nhà nhé. À đây, lần đầu tiên em vào đây đúng không? Vâng, lần đầu tiên. Lần đầu tiên vào đây. Rồi bây giờ Apao sẽ bay toàn cảnh cho cả nhà xem. Mùa sai chào cả nhà. Đây, Lê chào cả nhà nào. Đấy, cả nhà, chào nhà, chào mọi miền Tổ quốc cả nhà ơi. Mùa sai chào cả nhà. Rồi chào anh em. Ngất rồi, ngất rồi. Thank you.
đến Việt Bắc cao bằng mênh mông. Đèo dốc treo leo mã phục khâu liêu, chờ phiên trong mây non tao trùng điệp lời lươn giao duyên nàng ơi ngọt ngào. Chuyện xưa ngàn năm thác bạc nền thơ, bản dốc quây sơn cuối nằm bắc bo, bằng giang mênh mông sông gâm hiền hòa, bồng bềnh mây trôi nó ngơi trái mà. Đường về Đông Khê còn in bóng bạc, phục hoa kỳ sâm thời cha ông giữ nước, nhà mà khi gió anh là lữ oai hùng, rằng danh non sông miền đất oai hùng. Ngược về Lam Sơn hồn thiêng sông núi, Đông Hồ ngườm ngao hồ thang hèn vạch đứng, nhà mà kiên trung ghi nhớ anh hùng, tổ quốc khi công anh dũng. Lên Việt Bắc cao bằng mênh mông, đèo dốc treo leo mã phục khâu liêu, chờ phiên trong mây non cao trùng điệp lời lươn giao duyên nàng ơi ngọt ngào. Chuyện xưa ngàn năm thác bạc nền thơ, bản dốc quây sơn cuối nằm bắc bo, bằng giang mênh mông sông gâm hiền hòa, bồng bềnh mây trôi nó ngơi trái mà. Đường về Đông Khê còn in bóng bạc, phục hoa kỳ sâm thời cha ông giữ nước, nhà mà khi gió anh là lữ oai hùng, rằng danh non sông miền đất oai hùng. Ngược về Lam Sơn hồn thiêng sông núi, Đông Hồ ngườm ngao hồ thang hèn vạch đứng, nhà mà kiên trung ghi nhớ anh hùng, tổ quốc khi công anh dũng. Điệp chung tiếng đàn then vang lên ngọt ngào, xuôi lên nhìn núi mọc đẹp nòng sao lai lai vui xuống hồi lòng tông ơi trời ơi phong sư phật lăn giữa non cao núi biếc phía bóc phía đen hạt rẻ tình quê hương mời ai về thăm nó nữa có bằng phía bóc phía đen ngọt ngào tình yêu thương mời ai về thăm. Mù say say lò say say, hầu chứ hầu mẹ mẹ, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hầu mẹ mẹ. Thâm mã đeo luôn vòng quanh co, nơi đại ngàn đã xa. Đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù mù say say lòi say say, mù say say lòi say say,
hồ chờ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống. Thank you.